Quý thính giả thân mến, Huỳnh Nhân rất vui khi lại được đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình Chill Một Chút. Một chương trình sẽ giới thiệu đến quý thính giả những cuốn sách, bộ phim hay, mang ý nghĩa sâu sắc dành cho người lớn tuổi. Và số tiếp theo của chương trình hôm nay, Huỳnh Nhân muốn giới thiệu cho quý thính giả một bộ phim của đạo diễn Nancy Meyer là Bố Già Học Viện. Bố Già Học Viện là một bộ phim mang đến cho người xem những góc nhìn khác nhau thông qua sự đối lập giữa tuổi già của ông Ben và sự năng động tại công ty thời trang của Jules. Phim gần gũi thực tế khi xoay quanh các mối lo toan thường nhật về tuổi già, gia đình, tình yêu, công việc và giá trị mà mỗi người hướng đến trong cuộc sống hiện đại. Bộ phim kể về Ben Whitaker, người đàn ông 70 tuổi quá vợ nhưng không ngừng biến cuộc sống mỗi ngày trở nên có ý nghĩa hơn. Đỉnh điểm là ông luôn tìm kiếm những công việc mới để xua tan sự nhàm chán tuổi già. Ben trở thành thực tập sinh tại công ty thời trang About The Fit của Jules, một cô gái xinh đẹp, tài giỏi và cầu toàn. Cuộc sống của Jules dường như vô cùng hoàn hảo và hiện đại, nhưng cô luôn cảm thấy bế tắc trong chính cuộc sống của mình. Cô không có thời gian để ngủ, không thể chăm lo cho gia đình, công việc luôn bận rộn và rất nhiều vấn đề mà xã hội hiện đại mang đến. Jules cảm thấy ông Ben không phải là người phù hợp với công ty của mình vì ông dường như khó hòa nhập với dòng chảy hối hả của lớp trẻ. Lúc nào ông Ben cũng mang đến sự già cỗi và cũ kỹ trong những bộ quần áo hàng ngày. Tính tình điềm đạm, chậm chậm và không bao giờ nóng giận trong bất kỳ tình huống nào. Cô nhận thấy sự già cả của ông đối lập hoàn toàn với cuộc sống hiện đại này và dường như không dễ gì bắt kịp lối sống của người trẻ. Ông nên ở nhà và hưởng phúc con cháu thay vì đi làm và khiến bản thân mệt mỏi. Nhưng dần dần, chưa phải thay đổi cách nhìn của mình, ông Ben không những tỏa sáng với chất riêng trong tuổi tác của mình, mà ông còn mang đến điều mà những người trẻ không bao giờ có được, đó chính là kiểm soát cảm xúc và những trải nghiệm cuộc sống. Dần dần, Chu lại bị thuyết phục và được ông bạn già 70 tuổi này truyền cảm hứng trong công việc lẫn cuộc sống của mình. Bố già Ben đã dành hơn nửa cuộc đời trong công việc in danh bạ điện thoại và khi 70, những tưởng ông sẽ phải đứng bên lề cuộc sống này. Nhưng bằng sự tích cực, lạc quan, ông đã thay đổi quan điểm của người trẻ khi nhìn vào những người già cả như mình. Mặc dù phong cách và thói quen của ông Ben khác hẳn mọi người, thậm chí là lạc hậu so với thời đại, nhưng có thể thấy rằng, trong cuộc sống hiện đại, người già vẫn mang đến những giá trị tốt đẹp mà không bất kỳ món đồ công nghệ nào có thể đáp ứng được. Đó là tinh thần trách nhiệm, sự chân thành, tin tưởng, tình yêu nghề tuyệt đối và đặc biệt không bao giờ để tuổi tác làm hao mòn khát vọng chứng minh bản thân. Ông Ben từng nói, tôi chỉ muốn có một nơi để mỗi sáng thức dậy có thể tới đó, có một nơi để thuộc về, để được là chính mình. Trong trường hợp của ông Ben, ông chọn việc tiếp tục ra ngoài, ra xã hội để khẳng định những giá trị thuộc về bản thân mình. Ông Ben hiện lên sinh động và gần gũi đến thế là nhờ diễn xuất của Robert De Niro, diễn viên gạo cội từng hai lần đoạt giải Oscar. Với nét diễn thuyết phục, hòa trộn cùng những trải nghiệm đường đời của Robert đã giúp ông xây dựng thành công sự điềm tĩnh, hài hước và nhiệt tình của một bố già Ben 70 tuổi. Đặc biệt, hình tượng ấy được thể hiện rõ trong phân đoạn tìm cách xóa đi email than vãn mà Joe gửi nhầm đến mẹ của mình. Và phân cảnh ấy có thể gây cười, đồng thời mang đến cảm giác thú vị, kích thích cho người xem. Ai lại nghĩ đến việc một ông lão 70 tuổi, thế mà còn gân hơn cả mấy chàng thanh niên trai trẻ trong việc đột nhập cơ chứ? Rõ ràng đây là một bố già không hề tầm thường chút nào. Bố Già Học Viện là một bộ phim ý nghĩa và truyền cảm hứng khi mang đến những câu chuyện rất đời, nhưng không kém phần hài hước. Bộ phim có sự nhẹ nhàng và tinh tế, cốt truyện không màu mè, không chứa yếu tố lòng vòng, mà đơn giản chỉ nói về một ông già đang tìm cách xoay sở trong thế giới mới, tân thời và sành điệu để tìm ra giá trị của chính mình. Thông qua Ben Jules và các mối quan hệ của họ, người xem sẽ thấy được sự hòa hợp một cách ấm áp quan điểm của lớp già và lớp trẻ, cũng như phương pháp mà họ xóa bỏ khoảng cách giữa các thế hệ để rồi tìm ra tiếng nói chung. Có những thứ trong cuộc sống này bạn chỉ có thể tìm thấy được ở những người già. Bất kỳ ai dù ở độ tuổi nào cũng có những giá trị của riêng mình và nếu chịu lắng nghe, dừng lại một chút thì hẳn bạn sẽ khám phá ra được cả một bầu trời tươi đẹp. Chúc bạn xem phim vui vẻ và tìm thấy được giá trị của riêng mình. Quý thính giả thân mến, vừa rồi là chương trình Chill Một Chút, nội dung được viết bởi Trinh Bà qua giọng đọc Huỳnh Nhân. Huỳnh Nhân hy vọng quý thính giả sẽ yêu thích chương trình và cùng đồng hành với Huỳnh Nhân trong các số tiếp theo.